Vâng, điện tử Cao Phong xin chào các bác và anh em đam mê âm thanh và yêu ca hát. Xin chào anh Quý, địa chỉ là ấp Thôn Trang, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Xin chào em Viễn, địa chỉ là thôn 6 Nam Dương, tỉnh Đắk Nông, huyện Chư Rút, tỉnh Đắk Nông. Xin chào anh Chuyển, địa chỉ là Thanh Đức, Mạn Đức, Tân Lạc, Hòa Bình. Xin chào bác Lý, thôn Từ Sơn 2, Bảo Sơn, Lục Nam, Bắc Giang. Xin chào anh Quyền, địa chỉ xóm Thái Tây, xã Hà Thái, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Các bác và anh em đã đặt hàng ở điện tử Cao Phong những cặp loa siêu lời hàng bãi xịn B3, model là B3X8i, hàng bãi xịn đẹp tuyển chọn. Xin mời các bác xem hàng và nhận hàng. Cao Phong sẽ test chất âm, tiếng rất là hay. Các bác đang sử dụng những dàn âm thanh và dàn karaoke mà hát karaoke nó bị nặng, tiếng nó bị tối, hát không hay, thì các bác ghép vào dàn âm thanh và dàn karaoke của mình những cặp loa lời, loa siêu lời, phải nói là tăng lời cực kỳ hiệu quả của B3, model là B3X8i này vào, thì cái khâu thiếu tiếng lời, tức là cái đường trung, cái giải trung các bác nhé, nó sẽ được giải quyết triệt để luôn. Hàng đẹp tuyển chọn, đây là cái dòng loa có thể nói là cái chất âm của nó cực kỳ hay, các bác đã đánh giá rất là cao. Bác nào đang dùng những cặp loa lời này rồi thì các bác biết rất rõ. Đây, những chiếc mà Cao Phong đã tháo cái mặt căng ra để các bác cùng ngắm nhìn cái bên trong của dòng loa vãi xịt. Được sử dụng cho mình một bát có đường kính 20 đấy, và bát trung. Bát này nó tầm khoảng 10-14 các bác nhá. 14. Bát 20 có gần 7 lỗ tẩm dầu vàng giấy, đấy, 2 lỗ thoát hơi, tức là cái thiết kế của nó, cái màng bát của nó rất là hay, cái chất âm của dòng loa B3 thì tiếng của nó rất hay. Đó, đó là những cặp loa siêu lời B3X8i. Đây, những chiếc mà Cao Phong đã tháo sẵn ra để các bác cùng ngắm nhìn cái nội thất của cặp loa vãi xịt B3. Các bác nhìn thấy cái bát của nó này, rất là đẹp luôn, keo hồng lư luôn này các bác nhìn. Đó, và cái nam châm của nó rất là dày. Đấy, nam châm rất là dày, từ to các bác nhé. Đấy, có dập chìm và số lô bằng tia laser này. Đấy, bắn chìm này, đó. Nguyên zin, tất cả nguyên zin của nhà sản xuất. Từ đấy nó là từ tầm khoảng từ 14 các bác nhé. Từ 14 côn 51. Đấy, rất là lớn luôn. Nhìn chất âm của nó hay. Công suất của nó là đạt 80W một quả như các bác nhé. Màng giấy này, gân vải lụa tầm dầu. Đấy, và đây là cái bát chung của nó. Bát chung cũng khá là lớn này. Từ lớn này cũng đập dập chìm tia laser bằng sắt vào sắt từ này. Đấy, gần xếp dầu này, rất là đẹp luôn. Đó, cái bát có nhìn thấy cái bát của nó này, đẹp cực kỳ luôn. Dầu vẫn còn rất là nhiều. Đây là cái thùng của nó, quá cái thùng, và đặc biệt cái dòng này phân tần của nó rất là to. Đây, các phân tần của nó các bác nhìn. Đấy, có những cuộn cản cho loa bát này, cuộn cản cho loa chép này, những con tụ vàng này và trở sứ to này. Đây, những cái phân tần đều có số lô X8i, tem rốt, tem xanh. Cái phân tần này các bác nhìn nhé, phân tần nhiều loa bát 30, bát 40 chưa chắc phân tần đã to bằng cái dòng loa này. Nên là nó rất là đẹp, bông tiêu âm màu lông chuột. Thùng của nó là thùng gỗ rất là chắc chắn, dày. Đấy, và thu về phía đằng sau nó thu cân rất là đẹp, thùng rất là đẹp. Đây là cái thông số này, thông số cặp loa này này, B3X8i này, tem mã vạch, tem QC pad này. Đây, cái thông số này, thông số này là công suất là 80W. Những cái dòng bãi xịn này thì công suất của nó ghi rất là chuẩn. Đấy, công suất là 80W, độ nhạy là 94 decibel, trở kháng 8 ohm, và trọng lượng là mỗi quả là 7 kg. Đấy, đường vào ra, đường link sang cái loa khác, tức là input và output là bằng jack Newchick. Và đặc biệt cái lưới căng của những dòng loa đời X này rất là đẹp, nó có lưới mắt cáo logo B3 và cái đường sọc ngang, có nhìn thấy những cái đường sọc ngang ở phía đằng trước. Đấy, đường sọc ngang của phía đằng trước này. Đấy, và phía bên đằng sau này nó có lớp nỉ chắn bụi nên giữ cho loa lúc nào cũng sạch và đẹp. Đấy, căng đẹp, tức là những dòng loa bãi xịt B3, đây là hàng tuyển chọn của Cao Phong. Đấy, rất là đẹp. Mọi chi tiết các bác có nhu cầu về những cặp loa bãi xịt B3X8i thì các bác liên hệ với điện tử Cao Phong, số điện thoại là 0772260096.
Bác nào mà quan tâm đến nội thất thì các bác có thể kết nối Zalo với lại Cao Phong theo số 0368724218, còn số thường xuyên liên lạc là 0772260096. Các là em hai dùng hai số thường xuyên và cái số Zalo là 0368724218 các bác nhé. Đấy, bác nào mà muốn quan tâm đến nội thất thì là các bác kết nối Zalo với em. Đấy, tiếng rất hay, em nhích cái volume lên một chút để các bác cảm ơn. Em chấp nhận yêu rất là hay. Cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video.